Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một cái thiết bị, một cái linh kiện mà rất hay gặp phải trong công nghiệp và trong các cái tủ điện, trong những cái máy và trong các cái tủ điều khiển. Thì đấy chính là cái công tắc tơ. Vì đây là hình dáng của một cái công tắc tơ bình thường này. Thì đây là một cái công tắc tơ mà nó chịu được cái công suất là 11 kW cho động cơ nhá, 11 kW với điện áp là 400 V. Đấy, thì nó chịu được 11 kW và dòng của nó khoảng 22A. Đấy là các cái tiếp điểm động lực các bạn nhé. Thì một cái công tắc tơ như này thì cái cấu tạo của nó gồm cái gì? Thì cấu tạo của nó là gồm có một cái bên trong này nó có một cái lõi sắt từ và xung quanh nó là quấn cái cuộn dây. Và khi mà cái cuộn dây này được cấp điện thì cái lõi sắt từ nó trở thành cái nâm châm điện và nó sẽ hút cái một cái cục bằng sắt. Nó sẽ hút và nó sẽ đóng các cái tiếp điểm của ba cái tiếp điểm động lực này lại. Và cái tiếp điểm thường mở này nó cũng đóng lại. Thế thì cái công tơ này thì các cái thành phần của nó gồm những cái gì? Thì mình cũng vừa nói về cái cấu tạo rồi. Thì từng cái tiếp điểm trên cái công tơ này nó làm việc như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét đến là ba cái tiếp điểm động lực như thế này. Thì đây nhá, ba cái tiếp điểm thì nó bao gồm 6 đầu. Đấy, 6 đầu này. Đấy, 6 cái đầu này thì ba cái đầu này, ba cái đầu phía trên này hoặc là ba cái đầu phía dưới. Đây là 6 cái đầu. Thì cái ba cái đầu trên này là ba cái đầu mà chúng ta sẽ kết nối với động cơ đây nhé. Mình đang ví dụ là để điều khiển một cái động cơ thì ở đây chúng ta sẽ kết nối với cái động cơ này. Đấy. Thế còn ba cái tiếp điểm, ba cái đầu phía dưới này của cái tiếp điểm động lực. Đây, ba cái này. Là chính là ba cái này nhé các bạn nhé. Đây. Chính là ba cái này. Thì ba cái này nó sẽ được đấu vào nguồn 3 pha. Đấu sẵn, chờ sẵn nguồn 3 pha 380 ở đây. Đấy, 380 nhé. Đấy, thì đấu chờ sẵn như vậy để khi mà cái tiếp điểm này đóng thì ở đây nó sẽ có ba cái lá này, ba cái lá tiếp điểm. Đấy, ba cái lá tiếp điểm nhé. Đấy, trong công tơ nó sẽ có ba cái lá tiếp điểm thì nó như thế này. Đây là ba cái lá của nó. Thế thì khi mà hai cái dây A1 A2 này, hai cái chân A1 A2 đây nhá, cái chân A1 A2. Đây các bạn, đây là chân A1 và A2 này. Nó được cấp cái nguồn 220 50 Hz thì ngay lập tức nó sẽ đóng ba cái này lại. Thì ngay lập tức ba cái này nó sẽ đóng lại, nối liền ba cái này lại với nhau thì cái động cơ này nó được cấp điện. Tại vì bình thường là nó được chờ ở đây có 380 này và ở đây không có nhá. Thế thì khi chúng ta cấp 220 vào đây thì nó đóng ba cái này lại và nó cấp điện ra động cơ này. Và bên cạnh của nó thì có thêm, đây bên cạnh đây nó có hai cái tiếp điểm. Thì hai cái đây và hai cái ở dưới nhá, hai cái dưới vẽ lệch cho đấy chút cho dễ nhìn. Đấy thì hai cái trên này nó là NC, NC tức là nó thường đóng như thế này, tức là nó thường đóng. Còn cái đây là cái NO này, NO là thường mở. Đấy thì ba cái chân này được cấp điện chờ sẵn và khi cấp điện 220 vào đây thì ba cái tiếp điểm này nó lại nối thông với ba cái này, nó cấp điện cho động cơ. Đấy là một cái nguyên lý làm việc rất là cơ bản,
của những cái công tắc tơ. Thì để mà mô tả cho nó trực quan thì mình sẽ cấp điện. Đây các bạn nhé, mình sẽ cấp điện vào cái chân của công tắc tơ này để các bạn thấy là nó hoạt động như thế nào. Thì cái mà dòng làm việc của cái cuộn dây này nó rất là thấp các bạn ạ. Thì thường là nó được điều khiển bởi các cái dây le trung gian ở phía đằng trước. Thì các cái dây le trung gian thì nó cấp ra một cái dòng nhỏ hơn. Đấy thì đây nhá. Khi mà chúng ta cấp điện vào. Đây, khi cấp điện vào hai cuộn dây nhá, bạn này. Bình thường mình sẽ đo đo điện nhé, chuyển đồng hồ này đo. Đấy, đo chuyển sang nước nước đo điện áp này. Thì, chuyển sang nước đo điện áp. Đấy, đây chưa có điện các bạn này. Đấy nhá. Thì khi mình cấp điện vào này. Đấy, các bạn thấy có 220 nhá, thì ngay lập tức cái tiếp điểm này nó hút vào. Hút vào. Đấy, lại ngắt cái điện áp đi, 220 đi, bên này không có điện nhá. Thì ngay lập tức cái con công tắc tơ nó nhả ngay, cấp vào cái nó hút ngay. Đấy, thì cái nguyên lý làm việc của công tắc tơ là như vậy. Đấy, thì để mà kiểm tra được cái quá trình hư hỏng của cái công tắc tơ này như thế nào, nó còn hoạt động tốt hay không, thì chúng ta cần có một cái đồng hồ như thế này để chúng ta chuyển nó sang cái nấc đo thông mạch hoặc nấc đo ôm. Đấy, thì trước khi cấp điện vào và chúng ta sẽ tách cái tải ra, hoặc là trước khi cấp điện vào nhé, thì các bạn sẽ đo đo giữa các cái chân như thế này. Đây các bạn nhé, đo giữa các cái chân như thế này và cái đồng hồ kia nó không lên. Đấy, nhưng mà riêng cái chân này thì nó lại lên này. Đấy, để kiểm tra hư hỏng của nó nhé. Và cái chân dưới này nó cũng không lên này. Đấy, và sau khi mà nó không lên thì chúng ta sẽ cấp điện vào cái công tắc tơ này và đo lại. Đấy là một cái phương pháp mà đo chính xác nhất. Thế còn nếu không thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp khác, đó chính là nhấn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử thực hiện cái việc đo bằng cấp nguồn vào công tắc tơ các bạn nhé. Cứ cho nó hút đấy. Khi cho nó hút như vậy thì chúng ta sẽ đo được là ba cái chân này thông nhau này. Đấy, ba cái chân, cứ ba chân dưới thông ba chân trên. Như con này thì không, tức là vẫn thông này, nhưng mà có vẻ cái tiếp xúc của cái kim này nó không tốt. Đấy thì đấy các bạn chỉ cấp điện vào nhé mà đo. Đấy, nó cứ thông nhau là được, là công tơ này còn tốt. Và khi mà nhả ra thì nó phải không thông nhé. Chứ còn đối với cái tiếp điểm phụ thì chúng ta đo thấy là nó cái tiếp điểm lúc nãy nó đang đóng thì bây giờ nó nhả ra, còn cái tiếp điểm lại nó nhang nhả này ở bên dưới này, đấy là N, O này thì nó sẽ đóng lại. Đấy, thông mạch vào đây nhá, mình sẽ cắt điện đi và ta đo lại. Đấy, nó sẽ không thông nhé. Thì về công tắc tơ thì nó rất là đơn giản, cái nguyên lý làm việc của nó cũng không có gì phức tạp. Tuy nhiên nó gặp rất nhiều và nó hay hỏng nhất là các cái tiếp điểm như thế này. Thì đấy là cái cách đo mà chúng ta dùng điện nguồn cấp vào để đo nhé. Và một cái cách đo thứ hai nữa là khi mà chúng ta không cấp điện ấy, thì chúng ta dùng cái, chúng ta sẽ phải ngắt bỏ toàn bộ cái phần phụ tải ra nhé. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái tô vít ấn vào đây và chúng ta đo. Nhưng mà cái này ấn vào thì đo nó hơi khó vì phải có hai người, một mình thì thao tác nó hơi khó. Đấy, cái này tốt này. Đấy, tiếp điểm thứ hai này. Đấy, tiếp điểm hai tốt đúng không ạ? Tiếp điểm thứ ba thì đây.
Đây rất là khó. Đấy. Nhưng mà cái cách đo này thì nó cũng không chính xác, vì đôi khi là khi mà tác động bằng điện và nó khác so với chúng ta tác động bằng tay nhá. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta kiểm tra cái hư hỏng của công tơ tơ. Thì đây là một cái linh kiện mà cực kỳ quan trọng các bạn nhé, trong công nghiệp nó sử dụng rất nhiều. Cho nên các bạn sẽ nắm được những cái cơ bản của công tơ tơ này, thì sau này làm việc với những cái thiết bị mà trong các cái tủ điện thì chúng ta rất dễ là kiểm tra nó và xử lý được các cái hư hỏng mà thường gặp của nó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn thấy có ích thì hãy nhấn vào đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn.